Ok, lưu anh em nha. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình nhé. Mình là Trung đây anh em. Hôm nay thứ bảy thấy người chơi đông đông làm tí video đi solo anh em nhé. Tối thứ bảy thấy có vẻ người chơi đông đông anh em. Làm tí video đi solo bắn cho nó vui. Tầm là chưa có team nên là không đi team 3 được. Này ngày lễ ra anh em còn cơm nước rồi đi chơi trước với vợ con. Súng đâu? Tí cút. Hai giày không nhờ đâu anh em. Mang hai giày đàng hoàng ấy. Ủa, mấn mẹ rồi phải cãi bốn luôn ạ. Ghê thật. Thích chân nữa này. Hai bé này đồ hơi cùi tí. Xong tiếng Uzi bot. Không biết bot hay người nữa. Cứ cua này đi, bây giờ cứ nghe tiếng súng, nghe tiếng chân là quay lại lick thôi. Chỉ cần đông người thôi anh em. Tầm này chỉ cần đông người thôi. Mình cũng một đôi giày chạy 10% xong rồi một size lớn đấy. Giống y như mình nhưng mà mình là giày 2 còn ông người giày 1 thôi. Ok, có hai đôi giày này thì thả giày của mình lại đi. Giày mình lại được rồi đấy. Cái phát vừa mình bắn cái ông bạn RPK là mình hơi chủ quan đấy, kiểu lúc đầu mình thấy ông ấy không có súng ấy, mình dí hơi chủ quan và đấy lằng nhằng vào đấy mà không may mà mình kiểu lúc đầu mình không bắn hắn ấy được nhiều đam ấy, phát sau thì nó sấy mình chết luôn. Hả, có khi là mình làm thêm cái video đi cầm RPK bắn nhỉ. Khẩu này thực sự là từ ngày chơi giờ mình bắn cực kỳ ít luôn đấy, bắn ít hơn còn M249 ấy. Con đi có khi là khả năng cao là tí nó sẽ làm thêm một vài video cầm RPK. Thấy mở cửa rồi nhá. Thấy mở cửa cần phải đeo ngay giày giảm thanh. Nghe rồi này. Trên đầu. Ô, nó chạy đâu? Đang mò đó. Chạy mất được không ạ? Ra ngoài nhưng sao không biết nó đâu đâu. À đây nghe 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 đâu. Trên tròi, trên tròi. Nghe có tiếng di chuyển anh ạ.
Chạy à, chạy à, chạy à, mày chạy nhanh đấy. Bên này bot hay người, nghe cái kiểu bắn thì nghe khá là giống bot, cũng có kỹ năng đấy anh em ạ, múa dẻo phết đấy chứ. Cầm AK này mà nó cũng bắn ghê phết nhỉ. Ok, hello anh em nhá. Vẫn tiếp tục là solo anh em nhá. Trận này cũng vẫn CVLA. À, trận trước là CVC đúng không? Trận này là... Không biết là sang bên A có gặp mà anh em có đồ hơn không? Trận C vừa rồi bắn hơi chán. Nay cuối tuần mà được nghỉ ngơi, mai này chuẩn bị mùng 1 tháng 5 ấy, phải dãy nảy lên và ngã ngửa ra chứ, bắn nhau túi bụi túi mùng, thế là nuôi té re này. Nhưng mình cảm thấy ở khu dưới này dạo đấy default ấy nó ít lắm, cái khu research này này giờ về default nó cứ bị ít ấy. Mình cảm thấy kiểu default trên deport này nó hay kiểu đông người ở khu vực ấy nhé, kiểu mình chơi thì đa số những cái trận mà đông người thì default là toàn default ở khu đấy đấy. Một bé ạ. À, ông này chân trước cũng gặp này. Regen DG này. Chân trước cũng gặp ông này mà. Súng chán không với chứ. Làm ơn có thể một dòng cũng được, nhưng mà mấy cái dòng như kiểu là đam thân rồi là việt giáp được không? Nghe thì không phải Ricky, nghe giống như tiếng lết ở đây ngay gần này, thì mấy cái kho này thôi. Mình tưởng là nghe tận bên bến xe thì nó lại ghê gớm quá. Thằng này đóng 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 giảm thanh là mùa. Thằng này nghe tiếng súng ham vui à, đang định ra mò bọn kia thì đã vớ được ông ở đây rồi. Nghe tiếng súng ham vui thấy này. Thấy này. Bén quá trời. Nghe thì tiếng súng ham vui à. Trận này mình làm trận video sau thì lại cảm thấy bắn trận này có khi lại còn kiểu cảm giác gặp người ấy ngon hơn trận trước ấy chứ. Trận này đang nghĩa là clip thứ hai thì có khi là mình lại phải đảo lên làm clip đầu rồi. Với kỳ với còn người không nhỉ? Thằng này ngồi bắn thì ngộ từ lấy đây thì không biết là Ricky có tín hiệu gì không?
Thích qua một cái Ờ đi. đây Bé này giao lưu với bé ở bên kia. Cũng AK. Vứt cái ba lô mình ngại ấy. Ok, nằm một quẹt xuống depot nhé. Ôi, không có ai đâu. Về thôi nha. Ừ. Ok anh em nhé. Thôi thì khả năng cao là mình cũng sẽ dừng video ở đây anh em nhé. Em gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Anh em xem thì đừng quên like cũng như đăng ký kênh và chia sẻ video này đến cho bạn bè của mình nha anh em nhé. Thank you anh em.